Ok, rồi nghe anh em. Thì hiện tại là cái mình nói cái phần trước này rồi, với cái vết dựng mình đã lên rồi, và cái xương mà thành xương vách đó mình đã làm xong nha anh em. Đấy, giờ mình bắt đầu tiến hành làm cái mũi nha anh em. Đang mình sẽ nối cái vách này ra liền ra với cái phần mũi nha anh em, cho nó kín nước nha anh em. Nếu mình nối một khúc ngoài này quá thì nó sẽ yếu, mình phải nối chồm vô đặng cho nó vừa cứng cái xà lan mình nha anh em. Với hai cái phần đầu mình cũng đã nói là mình ở đây mình phải cho nó nhấc lên, đặng cái miếng miễn mình đi lên từ từ nó cắt lên anh em, đặng mũi mới cắt nha. Với hai cái phần này mình phải gọt vô một chút, mình nó gọt vô từ giá một phân, đặng cho nó tớp nó nhỏ vô, cho cái hông nó nhỏ vô xà lan mình cho nó thon. Cái để các bạn mà đi từ từ ở trên này nè anh em, các bạn mà đi này thẳng xuống á, thì nhìn cái hông cái ức á, nó rất là chẳng bự, hình như nó cạn nước mà nhìn nó xấu nữa. Mình phải cho vô một phần chừng khoảng phân nó như cái xương mũi nè. Mình sẽ đưa cái phần này ra là 4 tấc, là mình dự định là làm sẽ chiều dài là 3 thước rưỡi. Chắc này nếu mình 3 thước rưỡi hay ngắn mình có thể là hơn 3 thước rưỡi anh em ơi, cho cái mũi này nó cho nó lại lại một xíu, chứ nếu mà cắm quá nó không đẹp. Thì đây cái miếng bản dừng trước anh em, bản dừng trước mình đã đo mình cắt rồi nè. Nó thì cũng giống như mình nói, mình hướng dẫn anh em luôn nè. Mình cắt bản dừng trước thì cái miếng trước này, cái miếng này nó cái miếng này làm sao anh em phải cho các bạn ngang ở đây cho nó nhỏ hơn cái mặt bản dừng này đó. Anh quay về cho anh em dễ thấy nha. Đó, mình sẽ cắt cái miếng này cho nó nhỏ hơn bản dừng trước khoảng, ví dụ bản dừng đó là bản dừng trước là khoảng 78-80 thì mình sẽ nhỏ lại khoảng chừng còn 70 cho cái mũi mình nó thon nó gọn lại. Với hai cái phần ở dưới này nè anh em, có cái phần dưới này là ăn thua anh em tính. Dù anh em mà nếu mà đi cái phần này vô mà nó ngắn quá thì sẽ mũi mình sẽ ốm mà nó khó vô cái lá miễn nữa. Thì phần này là mình tính là nó thì cái phần này mình tính là mình cho nó chiều lên là khoảng 7 phần đó anh em. Thì từ cái lá cái dây cong thứ nhất, cái dây cong thứ nhất trong này nè, dây cong thứ nhất này nó bằng ra, cái dây thứ hai nó sẽ ngóc lên là 2 phân rưỡi, 2 phân rưỡi anh em. Tới dây thứ ba là 5 phân, 5 phân. Rồi tới cái dây cuối cùng là cái dây nằm của cái vách dừng này, nó sẽ lên là 7 phân. Cái này là mình cho ngóc lên nữa. Rồi tới cái dây ra cuối cùng này, cái chót mũi ngoài này nữa, nó sẽ ngóc lên nữa là lên tới đây, nó sẽ đi liển liển nhau anh em. Rồi anh em, thì cái phần mũi mình đã lập tới đây nha anh em. Đó thì phần đà trên với những thanh chỗ giữa mình đã làm ấy, để mình dừng trước nha anh em. Thì mình cũng đã cắt rồi anh em. Đó. Thì giờ tiến hành mình sẽ làm công đoạn tiếp theo anh em. Đó. Hai cây này trên là hai cây cỡ nha anh em. Cái cỡ để mình làm cái cỡ nữa cho cái miếng bê trên này nó theo cỡ nha anh em. Chứ là mình đi mấy cái dàn ba găng lên cho nó đều nha anh em. Đấy, hàng mẫu hiện tại giờ là gì nha anh em. À đây, đây mình đang cắt cái miếng miếng miễn miễn mũi nha anh em. Đó thì mình cũng đo mình cắt, mình canh làm sao cắt cho cái khúc này nó vừa với cái phần này anh em. Vừa với cái phần mình đã làm dấu mình cắt rồi nè. Đó. Thì phần này là mình cho lên là 7 phân. Còn khi mình đưa lên tới đây là cái mũi nó sẽ cắt. Cắt mũi lên nha anh em. Đó thì mình cắt cái miếng này một mẫu rồi, mình sẽ cắt tiếp theo miếng nữa. Đặng mình dán vô miếng miễn bên này. Đó thì miếng miễn mà hiện tại mình đã đo mình cắt gì. Rồi anh em, thì mình tiếp tục mình cắt nè, mình cũng mới thêm mua miếng foam gì nè anh em. Đây, miếng foam mình mua thường cái quy cách nó gì nè anh em. Đó. À, bề ngang 1m2, chiều dài 2m4 anh em. Đó. Mình đang mua miếng foam mới nè. Thì hiện tại hiện giờ là cái xà lan này là nó nuốt mình hơn cũng miếng ngữ foam anh em, mà chưa thấm đâu 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 anh em. Anh em thấy không? Giờ tiếp tục phải mua thêm miếng mới nè anh em ơi. Đó. Miếng mới cái khổ nó bị lớn nè. Rồi mình sẽ tiếp tục mình cắt miếng miễn này mình gấp vô anh em. Nếu mình gấp miếng miễn vô trước rồi mình sẽ đi cái ba dàn ba găng nó dễ hơn, để mình khỏi làm cái cỡ, làm đi cái miếng miễn này luôn rồi mình đưa cái dàn ba găng ra cho nó theo thứ tự luôn, chứ khỏi làm cái cỡ thêm gì cho nó bị gì. Cái form nó mềm hơn cái form nó mềm hơn cái mà sắt anh em, cái cây mình làm gì cho nó mau. À, ok rồi anh em, hai miếng miễn mình cắt xong rồi, đầu mình sẽ tiến hành dán nha anh em. Dán miếng miễn vô trước rồi mình làm cái cỡ luôn anh em. Ok các bạn, phần mũi mình đã làm xong nha các bạn. Đó, phần mũi, phần xương mũi nè anh các bạn ơi. Có gì các phần ức gà với phần đường với mũi mình làm đã xong nha các bạn. Đó.
giờ mình chỉ còn vô hai vách hai bên đó là xong cái phần mũi nha các bạn. Để mình quay cái tổng thể phần mũi cho anh em xem nha. Đó phải gà với mình làm đó. Thì mà cái gà này mình làm là nói chung là gần liền miếng luôn nha các bạn. Đó, phần xương chống đỡ cái xương mũi nè các bạn. Nó thì tổng thể xà lan mình làm tới đây các bạn ơi, làm rất là lâu các bạn. Chứ nói chung do công việc mình cũng bận thử ra không có tập trung vào sâu vào cái mô hình này, thử ra nó hơi lâu. Thì anh em yêu quý kênh nhớ theo dõi ủng hộ kênh, cảm ơn anh em nhiều nha anh em như các bạn mình nha. Do công chuyện làm ăn mình nó không có thời gian rảnh tập trung làm thì để đăng video thường cho anh em xem. Thì cái phần nước gà mình đã làm xong rồi anh em. Chỉ còn phần vô hay dách hai bên nữa, vô dách này nữa là làm nói chung là phần ngoài nó tạm thời ổn nha anh em. Như cái phần đất gà này nè, vô rất là cực anh em ơi, là nguyên ở trong mình vô nguyên miếng liền luôn mà vô rất là lâu anh em, khó dán bởi vì cái độ đất gà nó ưỡn lên mình thấy anh em làm rất là khó. Thì phần xương mũi này anh em cũng dễ làm ấy. Quan trọng là lúc mình vô be nó hơi khó vô à, anh em thấy à. Rồi ok, miếng phơm giờ là nuốt mình hai miếng mấy còn ba miếng phơm anh em, mà chưa thấm đầu đâu trên em ơi, nó heo lắm, heo nè, heo vàng xương, ổ vàng xương này không mà nuốt mình hơn miếng phơm miếng mấy phần xương rất là heo. Xương mình toàn làm cái gáy là 2 phân rưỡi hết em, 25 cm. Xương mình làm gáy rất là dày nha anh em, là toàn bộ là phân 5 ly hết. Rồi anh em, xà lan mình làm tới đây anh em. Anh em cho mình xem ý kiến anh em, phần mũi mình đã làm xong anh em, thì còn chờ cái lót một chân là rồi anh em. Đấy này, phần xương chống với là mình làm bao cứng rồi anh em ơi. Này nếu mình làm bảo đảm một lần ngồi lên là ok luôn anh em. Phần xương chống mình chống đỡ là ok nè. Mũi nè, đây là cái lỗ neo anh em, lỗ neo nha. Rồi nữa mình sẽ làm trên mặt xong cái là mình đi hai cái hình dách mang cá ở trên mấy cái miếng mũi mình đã làm xong anh em, ớt mũi nè. Đấy, mũi này nè, tôi giáo lên cho anh em coi nè. Cái khoang lòng trong là dài 2.1 anh em, mình đã lên cái vách bòn rồi nè anh em ơi. Đó, bòn rồi mình còn chờ làm cái vách ngoài nữa, cái xương ngoài cho cái vách bòn này anh em. Xương ngoài nó là ok. Đó, lòng hầm chả 2.1 này là 3 người ngồi là bảo đảm ok luôn anh em. Đó, mình vô mình ngồi thử nha. Trong là bảo đảm không khí là 3 người ngồi là không mát luôn anh em. 3 người ngồi là không mát luôn. Lên đó một là 4 người mà nằm luôn. Lên luôn ok luôn, đi sức luôn. Này là chiều mình đi chơi là bảo đảm là xong là ok nha anh em. Khoan lòng trong của nó là 6 tắc nha anh em. Đó, bảo đảm bao kính luôn. Này xương xương mũi này, xương mũi mình nó đi miếng cái miếng này anh em rất là cứng nha. Dạ anh cứng luôn anh em ơi, còn bộ 5 ly hết nha anh em, xương 5 ly hết rồi ok. Rồi anh em có tiếp tục theo dõi những clip tiếp theo, mình sẽ đặt máy, mình sẽ làm từ từ hoàn thành cái xà lan nha anh em, rất là lâu anh em ơi, làm đó này mới gọi được nhiêu đó.